Thưa quý khán giả, cơn bão số 3 đã để lại hậu quả rất khủng khiếp đối với các tỉnh thành phố miền Bắc nước ta. Tính tới 17 giờ chiều ngày 14 tháng 9, cả nước có 352 người tử vong và mất tích, hơn 800 người bị thương. Cùng với đó là những thiệt hại to lớn về kinh tế, xã hội và hạ tầng cơ sở. Trong thảm họa thiên tai này, tinh thần tương thân tương ái của nhân dân Việt Nam lại bừng sáng, soi rọi giá trị thiêng liêng của hai tiếng đồng bào. Trước những mất mát miền Bắc phải gánh chịu từ sự tàn phá khốc liệt của thiên nhiên, hàng triệu trái tim người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước đang đồng lòng hướng về đồng bào vùng lũ. Mỗi hành động chung tay, mỗi sự góp sức đều mang theo tình cảm, tình đồng bào sẻ chia trong khó khăn hoạn nạn. Cùng với hoạt động hỗ trợ của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang, nghĩa tình đồng bào lại bừng sáng hơn bao giờ hết. Đó là hình ảnh xe ô tô che chắn cho đoàn người đi xe máy trong cơn cuồng phong. Là khoảnh khắc một người dân bất chấp hiểm nguy lao xuống dòng nước lũ chảy xiết để cứu người. Là người dân tự phá dỡ mái nhà của mình để giúp đỡ hàng xóm đang gặp nguy khốn. Đặc biệt, sau khi nghe tin bão số 3 hoành hành dữ dội, người dân miền Trung và miền Nam đã chủ động quyên góp nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men, tổ chức các nhóm từ thiện ra các tỉnh phía Bắc hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều đoàn xe vận tải chở hàng trên khắp mọi miền tổ quốc hướng tới đồng bào miền Bắc đang bị thiên tai tàn phá. Trên mạng xã hội tràn ngập những lời động viên người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, kêu gọi đồng bào nhường cơm sẻ áo cho các tỉnh đang gồng mình gánh chịu hậu quả nặng nề của lũ dữ sau bão số 3. Phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã đồng loạt hưởng ứng ủng hộ cứu trợ đồng bào vùng bão lũ. Qua đó nhằm góp phần san sẻ những khó khăn, hỗ trợ đồng bào các tỉnh thành phố miền Bắc bị tàn phá thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 và mưa lũ sạt lở gây ra. Hơn lúc nào hết, đây chính là lúc mỗi người dân Việt Nam cần phát huy mạnh mẽ tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào và tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để cùng chung tay giúp đồng bào vùng lũ. Bằng tất cả tấm lòng san sẻ yêu thương của triệu triệu trái tim người dân cả nước, người dân Bạc Liêu đang hướng về đồng bào vùng lũ với những việc làm ý nghĩa thiết thực nhất. Những món quà cứu trợ ấy không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên sâu sắc, khích lệ tinh thần để người dân vùng lũ tiếp tục vững vàng đứng lên, vượt qua gian khó. Sự sẻ chia ấy dù là nhỏ bé nhưng đã làm nên sức mạnh lớn lao, giúp cộng đồng vượt qua khó khăn trong những ngày mưa bão khắc nghiệt. Hành trình phục hồi sau mưa lũ vẫn còn dài, nhưng với tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ từ cả nước cùng với nỗ lực không ngừng của người dân miền Bắc, chắc chắn rằng những khó khăn hiện tại sẽ sớm qua đi. Và rồi khi bão tan đi, những vùng đất đã từng bị cuốn trôi bởi lũ sẽ lại xanh tươi, những ngôi nhà mới sẽ lại được dựng lên từ đống đổ nát, cuộc sống sẽ trở lại và tươi đẹp hơn trước. Tình người vẫn luôn là một biệt dược đặc trị nỗi đau và sự vô cảm. Tình dân tộc, nghĩa đồng bào đang được phát huy mạnh mẽ sẽ khiến cho vết thương bao lành, mầm xanh mau sống dậy. Khi đối diện với những thử thách lớn lao từ thiên tai và địch quạ, người dân Việt Nam luôn biết cách vượt qua bằng tinh thần đoàn kết, lòng yêu thương đồng bào và ý chí kiên cường. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, từ những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đến các đợt thiên tai khốc liệt, tinh thần tình dân tộc, nghĩa đồng bào đã trở thành nguồn sức mạnh giúp đất nước vững vàng qua mọi gian nan, thử thách. Mưa bão dù ác liệt đến đâu rồi cũng sẽ đi qua, chỉ có tình dân tộc, nghĩa đồng bào mãi còn ở lại, cùng với truyền thống chăn quá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.